Này gà nọc nha anh em. Gà nọc mùa này mùa 2. Chân vuông lép cạnh. Gà này kêu bằng con gà phèn lửa. Gà phèn lửa nha mấy anh em. Mồng lái. Mồng lái bự mà mồng chập nữa. Chân thì chân lép cạnh. Bắt gân cưa hai chân đẹp lắm, hai cái chốt cửa là gần bằng ngón tay cái, hai cái chột cửa. Mẻ này thì rất mài đòn anh em, đổ với con gà mái điều. Mái điều nó đang đẻ lứa hai đang ấp rồi. Nên là mấy gà đằng sau này là tin tưởng về chất lượng nha mấy anh em. Mong tất cả anh em ủng hộ cái kênh của mình. Lâu rồi mình không có lên gà. Hôm nay mình lên gà, anh em cần gà tơ với gà mái thì comment cho mình ha. Mình hiện tại giờ còn dư mái anh em. Dư mấy con mái do con nọc này đổ ra nên là mình không có giữ lại đổ được. Nên là mình anh em nào có nhu cầu thiện chí thì mình chia lại cho anh em. Giá rất là hữu nghị. Ở dưới vườn mà em đâu, mà anh em đâu phải như ở trại đâu, bán 30-15 gì đâu. Sùng mình đâu phải là cái mẻ gà có chiến gâu đâu mấy anh em. Chiến gâu nó làm ăn vậy là mất uy tín với anh em rồi. Mình ở đây thì tuy là vườn đổ số lượng ít nhưng mà chất lượng nha mấy anh em. Rồi anh em nào tin tưởng thì ủng hộ mình. Bye chào anh em.